kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là sang đến ngày hôm nay thì thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đã tốt dần lên, đến ngày mai trời còn khá tạnh ráo và nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày là từ 32 cho đến 35 độ. Riêng khu vực Đông Bắc đêm nay và sáng mai còn có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Tại khu vực miền Trung, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ cũng xuất hiện trở lại với nền nhiệt độ là từ 35 đến 36 độ ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi do tác động của hiệu ứng gió phơn. Tại các tỉnh thành phía Nam, gió Tây Nam trên khu vực hoạt động yếu đi, do vậy mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi và trời nắng kéo dài từ sáng đến chiều, một vài nơi ở miền Đông có thể đạt ngưỡng nắng nóng. Như vậy là sau những ngày có mưa nhiều thì trong 1 đến 2 ngày tới, thời tiết tại Nam Bộ đã trở nên tạnh ráo hơn. Tuy nhiên vẫn đang trong giai đoạn mùa mưa nên thời tiết đẹp như thế này không kéo dài. Do vậy quý vị nên tận dụng những ngày thời tiết tốt để thực hiện những chuyến du lịch đến với mảnh đất này. Trong đó phải kể đến biển Hồ Cốc là một bãi điểm tuyệt đẹp chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 175 km, thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đến đây chắc chắn du khách sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp của những bãi biển thiên nhiên với một bên là rừng, cho nên du khách vừa có thể cắm trại lại cũng có thể đi xe đạp, xe bò ngao du quanh vùng. Và một bên là nước biển trong xanh cùng với bãi tắm rộng, độ dốc thoải và thơ mộng, cùng những tảng đá nằm ngay trong bãi tắm xếp chồng lên nhau rải rác trên bờ biển. Trong hôm nay và ngày mai, thời tiết phổ biến ít mưa, trời nắng, gió nhẹ với nền nhiệt chỉ từ 26 đến 30 độ, cho nên rất thuận lợi cho hành trình du lịch và nghỉ dưỡng của du khách. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng tham khảo thêm thông tin thời tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Tại khu vực Tây Bắc, vùng áp thấp phía Tây mở rộng sẽ xua tan đi màn mây đen u ám mấy ngày nay. Trời bừng nắng với cường độ nắng mạnh nhất vào thời điểm giữa trưa, một vài nơi đạt ngưỡng nắng nóng. Tuy nhiên thì ở một số nơi vẫn có nền nhiệt ở mức dễ chịu. Cụ thể như là tại Sapa, nhiệt độ chỉ từ 19 cho đến 24 độ, độ ẩm là 75%. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ từ 22 cho đến 25 độ, độ ẩm 90%. Khu vực Đông Bắc, vùng áp thấp do bão số 2 suy yếu và di chuyển sang vẫn còn tồn tại, nên đêm nay và sáng mai, khu vực vẫn có mưa rào rải rác, sau mưa giảm dần chỉ còn ở diện vài nơi, đồng thời nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ, một vài nơi có nắng nóng. Tại Hà Giang, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 36 độ, độ ẩm là 55%. Vịnh Hạ Long nhiệt độ là từ 25 cho đến 30 độ, độ ẩm là 85%. Còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ, độ ẩm là 90%. Xuôi xuống khu vực miền Trung, Bắc đèo Hải Vân, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông Nam sẽ gây ra hiệu ứng phơn cho các tỉnh nằm dọc biên giới phía Tây, một vài nơi nắng nóng với nhiệt độ là 35 đến 37 độ. Tại Sầm Sơn nhiệt độ là từ 26 cho đến 33 độ, độ ẩm 75%. Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ từ 27 cho đến 34 độ, độ ẩm 65%. Huế nhiệt độ từ 26 cho đến 36 độ, độ ẩm 55%. Rãnh áp thấp mở rộng về phía Nam cũng gây ra hiệu ứng phơn cho các tỉnh ở phía Nam đèo Hải Vân, cho nên ngày mai các tỉnh nằm ở phía Bắc khu vực như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng. Đêm nay chiều tối mai trên toàn khu vực chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Tại Đà Nẵng nhiệt độ là từ 29 cho đến 37 độ, độ ẩm là 50%. Hội An nhiệt độ là từ 27 cho đến 37 độ, độ ẩm là 60%. Còn tại Bà Nà thì nhiệt độ là từ 20 cho đến 27 độ, độ ẩm 70%. Bão số 2 suy yếu và tan đi đã khiến cho gió Tây Nam trên các khu vực biển phía Nam Trung Bộ hoạt động yếu dần. Cùng với đó là thời tiết cũng chuyển tốt lên, cho nên khá thuận lợi cho du lịch. Cụ thể là tại Nha Trang, nhiệt độ từ 26 cho đến 33 độ, độ ẩm 70%. Mũi Né nhiệt độ dao động trong khoảng 26 đến 32 độ, độ ẩm là 75%. Vũng Tàu nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm là 70%. Khu vực Tây Nguyên thời tiết cũng chuyển tốt lên hẳn, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Pleiku nhiệt độ từ 22 cho đến 30 độ, độ ẩm là 75%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 22 cho đến 32 độ, độ ẩm trong khoảng 70%. Đà Lạt nhiệt độ là từ 17 cho đến 24 độ, độ ẩm 80%. Hệ thống áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương chi phối trên các tầng cao cùng với sự suy yếu của trường gió Tây Nam sẽ khiến cho mưa trên khu vực Nam Bộ giảm hẳn. Đêm nay và ngày mai chỉ còn có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, độ ẩm là 65 đến 75%.
Gió Tây Nam hoạt động yếu dần, thời tiết cũng chuyển tốt hơn, đồng thời không còn khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh, nên các vùng biển phía Nam đã thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và du lịch. Tại Côn Đảo nhiệt độ là từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 80%, Phú Quốc nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm 75%. Bản tin thời tiết du lịch cũng xin được khép lại tại đây, và để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.